Hai, xin chào cô chú anh chị. Chào mừng cô chú anh chị đã quay trở lại kênh YouTube của Tiến Vlog của chú anh chị. Thì hiện tại Tiến Vlog đang có mặt ở ngay chỗ chưa dưới chân cầu Phú Long nha cô chú anh chị. Thì nhận được cái thông tin thì ngày hôm qua thì có một thông tin đó là một cái cô giáo, thì không biết vì cái lý do gì thì là cô này là cô chạy sang giữa cầu Phú Long như thế này nè, cô bỏ lại chiếc xe thì chiếc xe lắc và lao mình xuống sông. Thì tới thời điểm là đã một ngày một đêm rồi tìm kiếm nhưng mà vẫn chưa có thể mà tìm kiếm được cô này nha cô chú chị. Thì theo thông tin ban đầu em được biết thì cô này là 32 tuổi, hiện là giáo viên, thì mới làm giáo viên hơn được một năm thôi cô chú anh chị, thì cũng đã có chồng và đã có con rồi đó. Thì không biết vì lý do gì mà lại giao mình xuống dòng sông như vậy. Thì mọi phương tiện thì người nhà và gia đình cũng đang hỗ trợ và đang tìm kiếm cái chị này nha cô chú anh chị. Thì hiện tại Tiến cũng đang có mặt ở chân cầu Phú Long để mà quay và trực tiếp cho quý vị khán giả nơi hiện trường, cũng giống như là nơi mà người ta đang đi tìm kiếm trục vớt người cô giáo này nha cô chú anh chị. Đây đó, thì dây chân cầu Phú Long ha, và đây nè, kế bên là Diềm Ký Phú Long nè. Thì quý vị khán giả khá là quen thuộc ha, em quay chân cầu cho cô chú anh chị. Thì từ đây đi ra ngoài rất là xa ha, thì xa xa có mấy chiếc ghe, họ vẫn nghe được biết là người nhà người ta mướn á, là để mà đi tìm thi thể của cô giáo này. Thật sự quá là thương tâm, quá là đau lòng luôn cô chú anh chị. Thì không biết là vì cái lý do, không biết buồn chuyện gì mà lại có suy nghĩ như vậy. Thì đầu năm chúng ta lại đón một cái câu chuyện không vui rồi. Thì Tiến Vlog cũng muốn trực tiếp ở nơi đây để mà cùng với vị khán giả cũng chia sẻ những hình ảnh và cầu mong là sẽ tìm kiếm được cô này để mà đem về cho người nhà, đem về lo hậu sự cho cô chú anh chị. Quá thương tâm luôn cô chú anh chị ơi, thì nghe thật sự quá buồn luôn. Thì thời điểm hiện tại thì quý vị biết rồi, đây là cái cầu Phú Long bắc ngang cái sông. Thì một bên đây là quốc lộ 13, đây là ranh giới giữa Bình Dương và ranh giới giữa quận 12 là cô chú anh chị. Thì cái dòng sông này cũng khá là lớn và nước chảy rất là xiết. Thì nước chảy xiết như thế nào thì một chút nữa em sẽ ra cái nơi đó quay cho cô chú anh chị xem. Thì cái nơi này là nhiều tàu thuyền ra vô lắm cô chú anh chị, tàu thuyền lớn nữa, và dòng sông nó sâu và nó xiết như vậy. Thì cái khả năng mà tìm kiếm nó cũng rất là khó, tại vì nó mà tuôn chảy ra ngoài kia là rất là khó tìm kiếm cô chú anh chị. Và theo nhiều người nói thì nếu mà nhảy như vậy thì tầm là 2 đến 3 ngày thì cái xác này mới nổi lên thì mới có hy vọng tìm được. Thì ngày hôm qua là gia đình cũng giống như là nhiều người, người ta cũng đã xuống đây để mà người ta tìm kiếm nhưng mà không được nha cô chú anh chị ha. Đó, thì quý vị thấy không? Đó, quý vị thấy những ánh đèn xa xa không? Đó, là những chiếc ghe mà đang đi tìm đó cô chú anh chị. Đó, quý vị thấy không? Thì cái khu vực này giờ bây giờ lục bình nó cũng khá là dày đó cô chú anh chị. Thì mùa này lục bình nó cũng dày lắm. Đó, nên cái việc mà tìm kiếm cũng rất là khó khăn nha cô chú anh chị. Thì bây giờ em sẽ chạy tàn tàn đi ra ngoài lên cầu cho cô chú anh chị xem ha. Đây, để chúng ta đi tiến về cái nơi mà cái cô gái này, cô dừng chiếc xe rồi cô nhảy lên cầu nha cô chú anh chị. Đây thì giờ chúng ta sẽ đi ha. Đây, em quay dưới chân cầu cho cô chú anh chị trước rồi chúng ta sẽ đi về cho cô chú anh chị thấy được cái độ cao và cái độ nguy hiểm trên cái cầu này nha cô chú anh chị. Cầu này thì cầu lớn rồi. Đây thì nãy em chạy ngang hình như là còn những bó bông mà người nhà người ta cúng, người ta thắp ngang, người ta cầu của cô chú anh chị. Cầu là để cho thi thể nổi lên để cho người nhà người ta thấy, cho đội tìm kiếm thấy để mà đem cô về nhà của chú anh chị. Mà không biết là có tìm được hay không, thì theo tin tới thời điểm em cập nhật là vẫn chưa tìm kiếm được nha cô chú anh chị. Tình hình cũng đang rất là căng. Thì những người nhận định ở khu vực này thì cái cầu này thì cũng có rất là nhiều những cái trường hợp mà đã lao mình xuống đây rồi đó. Nhưng mà nhiều người nói ở đây là có huông của chú anh chị đó. Và cái khả năng tìm kiếm ở nơi đây nó cũng rất là khó của chú anh chị. Đây thì chúng ta có thể đó, cô chú anh chị thấy không, cái đường lên cầu nè, đây ha, cầu Phú Long nè, cô chú anh chị thấy rất rõ ràng ha. Đó. Thì nghe nói là cô trên đường chạy từ quận 12 đi về phía này nè, thì không, từ phía mà
Bình Dương này chạy lên quận 12, đó chạy lên bên đây nè cô chú anh chị. Đó. Thì một chút nữa em chạy lên đó, em sẽ tới cái nơi mà cái cô đó cô để lại chiếc xe và cô nhảy xuống á. À, thì em sẽ quay cho cô chú anh chị xem ha, coi độ cao như thế nào. Thì không biết là tại sao mà còn trẻ như vậy lại có một cái suy nghĩ dại dột như vậy nữa cô chú anh chị, thật là buồn ha. Nói chung là buồn cho gia đình cô, giống như buồn cho ba mẹ nữa. Thì người nhà em thấy là chưa biết là thực hư như nào, nhưng mà em có một cái luồng thông tin bên ngoài nói rằng là cô này cô cũng trầm cảm nhẹ, không biết trong vấn đề tình cảm, trong vấn đề hôn nhân gia đình hay là trong vấn đề cuộc sống gì cô bị mà dẫn đến cái suy nghĩ dại dột như vậy. Thì người già cũng rất là đau lòng của chú anh chị đó, nên em có mặt ở đây để mà chia sẻ. Thì thôi bây giờ em sẽ cùng cô chú anh chị, chúng ta sẽ đi dài dài đến nơi mà cái cô này cô nhảy cầu của chú anh chị. Đây chúng ta đi lên ha, đây đi lên. Cầu này thì nó rất là dài và nó cũng cao, và ở dưới thì dòng nước thì nó chạy cũng rất là xiết cô chú anh chị. Em quay trực tiếp cho cô chú anh chị thấy luôn. Gần tới nơi. Đây cô chú anh chị thấy cái nơi để bông không? Đây đó, cái nơi để bông nè đó, cô chú anh chị thấy không? Thì dòng sông nè, nên để bông nè. Nó dòng sông bây giờ nè chạy cũng rất là xiết nè cô chú anh chị. Nó thì những cái đội cứu hộ người ta đã đi vòng vòng, người ta tìm kiếm cô chú anh chị. Đây. Đó, dòng sông bây giờ là tối đen thui luôn. Thì chút nữa sáng sớm sáng hồi 6 bây giờ em sẽ quay lại cho cô chú anh chị xem ha. Đây. Chú anh chị thấy không? Đó. Đây là bông nè, nơi mà cái cô gái này cũng nhảy xuống nè, chú anh chị thấy không? Đó. Thì gia đình này, người ta có để bông nè, rồi đèn cầy nè, nhang nè, để cầu cúng nè. Để mà đem cô này lên. Đây, để em chạy qua đây cho cô chú anh chị xem ha. Đây. Em chạy qua đây cho cô chú anh chị xem ha. Đó. Đó, chú anh chị thấy lục bình không? Tình hình khá là căng nha. Ở đây cho em nói trên đây, từ cái mực nước lên thôi tới đây là cả chục mét rồi, hơn cả chục mét rồi cô chú anh chị. Nói chi mà độ sâu nữa. Ở đây khu vực này là tàu, thì tàu mà gọi là tàu lớn, những cái xà lan lớn á, đi ra đi vô nè cô chú anh chị đó. Nên cái dòng nước ở đây nó rất là xoáy và rất là sâu nữa. Mà mùa này lục bình nói thật sự nó chiếm hết gần hơn nửa dòng sông rồi kìa cô chú anh chị thấy không? Đấy. Mình không biết là có khả năng tìm được không? Đó, có tàu tìm mà cô chú anh chị thấy không? Đó 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 đó. Chú anh chị thấy không? Đó cái tàu đây. Đó, đó. Người nhà thì cũng thuê mấy cái tàu để mà đi tìm kiếm rồi, mà một ngày một đêm rồi, hôm nay là qua ngày thứ hai rồi vẫn chưa tìm được cho cô chú anh chị. Thì em ở đây sẽ túc trực và chia sẻ những hình ảnh để mà mong tìm được, đem chị về với gia đình cho cô chú anh chị ha. Đây thì đây là khu vực xung quanh ha. Đó. Thì bây giờ em đi vòng vòng mà chưa thấy người nhà, chắc người nhà cũng lo đi tìm rồi, anh chưa thấy ha cô chú anh chị. Đây rất là căng luôn, không biết là hôm nay có tìm thấy được hay không nữa. Thì không biết là, chứ em nghĩ là hôm nay sẽ có một số những đội xuống đây hỗ trợ gia đình để tìm kiếm của chú anh chị. Thương tâm quá. Em cũng muốn chia sẻ một số hình ảnh tại hiện trường cho cô chú anh chị thấy ha, để chúng ta biết được căng quá, thương á. Rất là cao ha. Ở khu vực này thì cũng là nơi mà xảy ra rất là nhiều những cái vụ án rồi, nên
không biết sao nữa đây, ông gắt cũng lo nữa đó. Thì đây là một số những cái thông tin ban đầu em muốn cập nhật và gửi đến cô chú anh chị để chúng ta nắm ha. Thì bây giờ em chờ trời nó sáng sáng chút xíu nữa em sẽ quay cận cảnh cho cô chú anh chị thấy nữa ha. Đó.